Đây là máy bơm công suất 3,7 kW hay còn gọi là 4 kW 5 ngựa. Máy bơm có tuổi thọ trên 10 năm. Sau đây là máy bơm nước thương hiệu Minh Motor. Đầu bơm được gắn với động cơ điện là motor xuất khẩu châu Âu. Trục bơm và cánh bơm được làm từ inox, siêu bền và có thể chống oxy hóa. Máy bơm thương hiệu Minh Motor có động cơ điện xuất khẩu châu Âu. Máy bơm của chúng tôi được ứng dụng trong các lĩnh vực sau: bơm phòng cháy, bơm cứu hỏa, bơm công nghiệp, bơm hóa chất, v.v.